Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Vào đêm ngày hôm qua, bạn có thức xuyên đêm cùng sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple hay không? Nếu câu trả lời là không thì cũng đừng lo lắng nhé. Bởi vì ngày hôm nay, mình ở đây để cập nhật cho mọi người toàn cảnh sự kiện Unleashed của Apple ngày hôm qua. Còn bây giờ, bắt đầu thôi! Unleashed là sự kiện đáng mong chờ nhất trong tháng 10 này đối với fan nhà táo khuyết nói chung và các tín đồ công nghệ nói riêng. Sự kiện được tổ chức vào lúc 1 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 10 năm 2021, phát trực tiếp trên YouTube và kéo dài trong khoảng 50 phút. Theo nhiều nguồn tin trước đó, thì các sản phẩm được công bố trong event lần này bao gồm có bộ đôi chip siêu khủng M1X hay bây giờ chúng ta đã biết rõ hơn đấy là M1 Pro và M1 Max. Cùng với đó là thiết kế Mac 14 inch và 16 inch, tai nghe AirPods 3. Cụ thể như thế nào thì chúng mình hãy cùng nhìn lại sự kiện vào tối ngày hôm qua nhé. Mở màn sự kiện phá bỏ giới hạn của Apple là màn phối khí tuyệt vời từ âm thanh, hình ảnh quen thuộc đối với các fan nhà táo khuyết. Đoạn intro kéo dài 2 phút hơn như một thước phim lịch sử cho chúng ta thấy toàn bộ quá trình phát triển của Apple. Hình ảnh người nghệ sĩ tóc dài đeo kính ngồi trong gara chơi nhạc dễ khiến chúng ta liên tưởng đến vị cố chủ tịch đáng kính của Apple, Steve Jobs. Vào những năm cuối thế kỷ 20, bắt đầu thành lập Apple Computer ngay trong chính gara ngôi nhà của mình, để rồi nhiều năm sau đó, ông và các cộng sự đã tạo nên một đế chế công nghệ hùng mạnh như hiện nay. Bản giao hưởng này là sự hòa quyện hoàn hảo của các thiết bị đời đầu như chiếc iMac 1998 với thiết kế như mũ bảo hộ của phi hành gia vũ trụ, những chiếc iPod đã ngừng sản xuất từ lâu với những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay của nhà táo khuyết. Đây cũng được coi như thức phim hoài niệm mang ý nghĩa tri ân tới những fan trung thành và những cộng sự đã đồng hành cùng Apple trong suốt 45 năm vừa qua. Đồng thời cũng hé lộ trọng tâm của sự kiện lần này chính là Music and the Mac. Rời xa căn gara chật hẹp, chúng ta sẽ được đến với Apple Park và chào đón sự trở lại của Tim Cook sau sự kiện ra mắt iPhone 13 series vào giữa tháng 9. Theo Tim Cook, Apple từ trước đến nay luôn hướng tới việc đem những trải nghiệm âm thanh hoàn hảo cho người dùng sản phẩm nhà táo. Trong đó phải kể đến HomePod Mini và AirPods với sự hỗ trợ bởi trợ lý ảo thông minh Siri có thể kích hoạt bằng 17 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Nhờ điều này mà mọi công việc, thao tác của bạn trong chính ngôi nhà của mình sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh HomePod Mini với kiểu dáng nhỏ nhắn tinh tế thì AirPods 3 chính là sản phẩm mà các tín đồ công nghệ mong chờ nhất trong sự kiện lần này. Như nhiều dự đoán ban đầu, AirPods 3 sở hữu thiết kế tích hợp từ AirPods 2 và AirPods Pro. AirPods thế hệ thứ 3 có chất liệu nhựa cứng, vừa vặn để nhét vào trong tai, không dễ bị rơi tuột khi hoạt động mạnh, giúp cho chúng ta có trải nghiệm âm thanh tốt hơn với thế hệ tiền nhiệm. Điểm sáng ở sản phẩm này chính là khả năng chống thấm nước và mồ hôi. Thời lượng pin sẽ được kéo dài tới 6 tiếng nghe liên tục, tổng thời gian nghe sẽ lên tới 30 giờ. Có thể thấy, từ bây giờ chúng ta sẽ không còn phải sợ cảnh bỏ nhầm tai nghe vào trong máy giặt hay vất vả sạc AirPods nhiều lần trong ngày nữa rồi nhé. AirPods 3 sẽ có trình điều khiển tùy chỉnh được thiết kế lại và EQ thích ứng với điều chỉnh và tối ưu hóa đầu ra âm thanh. Giá bán của sản phẩm này sẽ là $179, khoảng hơn 4 triệu Việt Nam đồng. Sản phẩm thứ hai chính là bộ đôi quái vật của làng chip M1 Pro và M1 Max. Với phiên bản M1 Pro, chúng ta sẽ có tới 16 nhân GPU, còn với M1 Max có tới 32 nhân GPU, nhanh hơn gấp đôi và mạnh hơn 70% hiệu năng so với chip M1 cũ. Cả hai vi xử lý mới sẽ có 8 nhân hiệu năng và 2 nhân tiết kiệm năng lượng. Điều này đúng với tôn chỉ của Apple, vừa đảm bảo hiệu năng vượt trội nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng điện. Hai con chip này sẽ xuất hiện trong những chiếc MacBook Pro 2021, tùy phiên bản với màn hình 14 inch và 16 inch, độ phân giải 3K, màn hình ProMotion 120Hz. Đây là lần đầu tiên nhà táo khuyết làm ra một chiếc MacBook Pro 14 inch và cũng là lần đầu tiên họ mang chiếc tai thỏ của iPhone kết hợp cùng với thiết kế của MacBook. Từ đó chúng ta sẽ có phần viền mỏng hơn ở hai cạnh bên và cạnh trên. Như dự đoán thì phần tai thỏ sẽ chứa webcam có độ phân giải 1080p và vật liệu của chiếc máy này sẽ vẫn được làm bằng liệu nhôm tái chế 100%. Về mặt màu sắc thì năm nay chỉ có hai màu cho cả hai phiên bản là Sliver và Space Gray. Màn hình mới của MacBook Pro có độ sáng tối đa là 1600 nit, hỗ trợ hiển thị hơn 1 tỷ màu sắc khác nhau, đồng thời trang bị luôn cả chu tông tương tự như iOS. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một loạt các cổng sạc mới như một cổng HDMI, 3 cổng Thunderbolt 4, một cổng SDXC và một cổng sạc MagSafe. Tuy nhiên, MagSafe 3 lại khác với chuẩn sạc của các dòng máy cũ, cho nên bạn đừng hy vọng là có thể dùng chung chúng được với nhau nhé.
Cả hai chiếc MacBook Pro đều được trang bị tới hai quạt tản nhiệt. Theo Apple chia sẻ, với tác vụ hàng ngày sử dụng, quạt sẽ không chạy bởi hiệu quả mà dòng chip Apple Silicon mang lại là quá lớn. Năm nay, Apple cũng đã hào phóng hơn cho người dùng về mặt dung lượng khi bản mặc định đã có tới 16GB RAM và 512GB SSD, dung lượng RAM tối đa lên tới 64GB và 8TB bộ nhớ lưu trữ. Thời lượng pin cho những chiếc Mac mới cũng cực kỳ tuyệt vời, lên tới 17 tiếng phát video liên tục với bản 14 inch và 21 tiếng phát video liên tục của bản 16 inch. Sạc nhanh cũng rất bất ngờ khi chúng ta có thể sạc từ 0 đến 50% trong vòng 30 phút mà thôi. Đi kèm với đó là hệ thống âm thanh với 6 loa Dolby Atmos và Spatial Audio. Bàn phím quả thật đã mất đi Touch Bar và thay thế bằng một hàng phím chức năng tiêu chuẩn cùng với Touch ID. Ngoài ra, phím Escape cũng đã được rộng ra hơn rất nhiều và màu sắc bàn phím với nền đen sang trọng. Sở hữu rất nhiều sự nâng cấp khủng bố như vậy thì chắc chắn MacBook năm nay cũng không hề rẻ. Giá bán ra trên thị trường Mỹ từ $1,990 đến $2,490 cho bản 16 inch. Tại thị trường Việt Nam, giá bán sẽ rơi vào khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ những thông tin về toàn cảnh sự kiện Unleashed của Apple trong đêm ngày 19 tháng 10 năm 2021 rồi. Và để cập nhật thêm những thông tin về công nghệ cũng như là có thêm thật nhiều những tip trick hay thú vị thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh Hoàng Hà Channel nhé. Và để đặc biệt hơn là có những sản phẩm mới nhất chính hãng VNA với giá cả phải chăng nhất thị trường hiện nay của Apple thì đừng quên ghé ngay qua website hoanghamobile.com để dinh về nhà những sản phẩm của Táo Khuyết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!